Quẹo lựa luôn mà con cô bác ơi, ngồi chờ mỏm là ạc dởm, mà ngồi chèm bẹp là ạc đẹp luôn, ạc vừa ghẻ là vừa ngon. Các bà con là có nhu cầu mua ạc thì hãy vào webshop kho@.vn nha, .vn chứ không phải chấm bỏ mạ nha mấy anh này. Trời cao có lắc cục xì lầu không về lắc, xì lầu là không về lắc, cục xì lầu không về lắc, xì lầu là không về lắc, là ngón súng tắt cho lầu về lắc, lắc cái lầu về lắc, ngón súng tắt cho lầu về lắc, lắc súng tắt lắc 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 đổ bãi. Ngày mùa năm mới xin hãy 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 lắc cục xì lầu không về lắc, xì lầu là không về lắc, hãy cục xì lầu không về lắc, xì lầu là không về lắc. Thôi chương trình cơ lệ được phép kết thúc nha mấy anh này. Trời ơi, dí nó luôn, cho nó thọt luôn. Trời ơi, mập địch nè các bạn, cái đầu xanh mày phá lén à, tao đập cho mày ốm luôn nè. Mày sao? Bố, à, bỏ các bạn ơi, hai thằng các bạn, hai đánh một con trọt cũng què mấy anh này ơi. Ra farm thấy công thọt nữa, mất công lắm mấy anh này à. Ý, nãy giờ quên chào các bạn nữa. Hú, le, chào xin tất cả bà, con, cô, bạch, anh chị em cô dì chú thím 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 nha, đã ghé xem cái kênh YouTube Funny Demon TV của em nha. Mấy nay yên tâm đi, em mới gắn 4 cái kính cường lực vô, thêm miếng dẻo vô nữa cũng xi nhê đó mấy nay. Với lại sẵn tiện thì cái máy em nó cũng sắp banh rồi, cho nên là em cũng không sợ lắm đâu các bác ạ. Ở thì ngày hôm nay mình không có định làm clip về cái vị tướng trứng cút này đâu các bạn, vì tại vì nhân dịp là nó vừa ra mắt cái skin nè, trứng cút tà linh ma tướng đó, thì trong vòng quay 12 ô, cho nên là mình làm luôn chứ không là hôm nay mình làm về những vị tướng khác rồi nha. Y nhưng mà họ bây giờ ôm trụ đây các bạn à, thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi đúng không? Các bạn nhìn thằng rừng của mình kìa, nó chuẩn bị ra rừng thì cái thằng rừng bên kia nó cũng sắp ra luôn, mà bây giờ mình lại lên cao quá là mình sẽ chết nha. Thì chết như vậy sẽ làm cái ránh gọi là sẽ gọi là làm tạ cho tem, nó rất là khó đánh, cho nên là các bạn nhớ nha, cái giây phút này rất là nguy hiểm, đứng ôm trụ cho mình, đừng có lên cao quá nha, kẻo là sẽ bị chết đó các bạn nha. Ở thì thông thường trong cái giai đoạn đầu game như thế này nè, rất là nhiều bạn chết xàm lắm, đó thì do là hổ báo cáo trộm vậy nè các bạn. Các bạn muốn cơm bát, các bạn muốn đánh á, các bạn nhìn coi rừng bên kia nó đang ở đâu đã, rồi coi coi có tem mình ở đây để hỗ trợ cho mình hay không. Lỡ các bạn bay lên, các bạn quất với lại thằng Victor nè, rồi thằng nhậu khỉ nó bay nó đập các bạn người sao. Cho nên là quan sát map nhỏ trước khi cơm bát ở dạng đầu game, tầm phút 1 phút 20 1 phút 30 40 gì đó, nói chung các bạn cứ nhìn thằng rừng của mình, thằng rừng của mình nó đang farm ở đâu, tức nghĩa thằng rừng bên kia nó cũng y chang vậy, hoặc là trái ngược lại vậy nha. Thì do là bùa đỏ bùa xanh gì đó không biết ăn cái gì, thì cho nên là các bạn nhớ cẩn thận xem cái map nhỏ đầu game giúp mình nha, để tránh tình trạng fit dạng đầu game là bị tem chửi đó các bạn à. Chửi thì bình thường thôi, cái quan trọng nhất là các bạn sẽ bị tọt, các bạn sẽ không đánh được đâu. Mình kéo con dơi ra không cho nó ăn các bạn à. Y để mình ra bắt đầu ra dách lấy hên các bạn ơi. Rồi đậu xanh đau má rồi, đúng anh thọt đâu ôi dung tỷ đây à, quất phát một nhỏ xanh cỏ luôn mấy nay. Đó là cái bộ combo kỹ năng của vị tướng trứng cút này đó nha các bạn nha. À mà nè, hồi sáng mình có livestream thì cái trận đấu đầu tiên của mình á, mình đánh cái vị tướng trứng cút với cái trang phục này luôn. Mình thấy có nhiều bạn hỏi mình là cái trang phục này tốn bao nhiêu quân huy á, thì các bạn như thế nào mình không biết, chứ còn riêng mình là mình quay tốn gần 700 quân huy mới ra nha. Bạn nào mà mình nghĩ may mắn á, các bạn quay từ 1-3 lần hoặc thậm chí là 5 lần là sẽ ra rồi, còn bạn nào xui xui á là 12 lần luôn mới ra nha. Cho nên là các bạn cố gắng nha, tùy vào mức độ hên xui của bạn nha. Nhưng mà nói gì nói chứ là Victor đang cay mình lắm đó các bạn, tại mình chọc ngứa nó đâu dám vô, đâu vô trụ bắn nó làm sao các bạn. Nè vô ghẹo tiếp các bạn ơi, nè quýnh giùm cái bạn ơi. Ê đậu xanh nó phản xạ tự nhiên mấy nay à. Ê nè vô ghẹo tiếp. Ê nó đứng trong bụi đó mấy nay đó, cay rồi kìa. Ô trời ơi, nè nhào vô kiếm sẹo trên đây ơi. Ôi tách mày luôn á, ba trụ chơi nè. Ôi ê đứng trong chậu mấy nay rồi, cay rồi, phạm quái thôi mà.
có cần phải bật anh tiêu luôn không anh? Ôi cay lắm các bạn à. Cái tánh tôi các bạn đều biết rồi, mong các bạn đồng cảm nha. Tôi chơi tôi phải chọc ngứa người ta lắm các bạn. Cái chọc người ta tức tức lên tôi khoái lắm luôn á mấy này ơi. Ở thì chắc chắn là có nhiều bạn rất là thắc mắc tại sao mình lại thích vậy đúng không? Thì các bạn nghĩ đi, thằng đàn ông mà nó tức lên rồi cái gì mà nó không dám làm mấy anh hai, nó cay èn cú lên rồi là cái gì nó cũng dám làm hết mấy anh hai à. Chẳng hạn như là nó băng vô trụ nè, hoặc là bay vô đập đúng mình tôi thôi, là vô combat không quýnh mấy anh chủ lực nó quýnh ai rồi bỏ đi cái giá ơi, tao nói thôi mà, thôi cái trụ không có đem được đâu, thôi tao nói thôi rồi mà, cái đầu xanh nó đúng là rồi người đồng địch chân chính luôn các bạn. Xuống cố gắng đép trụ á, chắc là bạn này có xem cái clip của mình á, tại mình đã nói rồi cái trụ của chúng ta mà chuẩn bị mất á, cố gắng xuống đép nha các bạn nha. Anh ấy cố gắng đó các bạn à, xong cố luôn, quá cố luôn các bạn à. Lên dĩa luôn rồi không sao, bây giờ lên cái len của mình nữa để không là mất trụ uổng lắm mấy nay à. À mà nè, không biết là các bạn có còn nhớ cái mẹo mà lần trước mình đi lên tà thần mình chỉ cho các bạn không, thì khi mà các bạn chơi một cái vị tướng nào mà cái chất tướng của bạn á, nó không, một cái bộ combo của bạn không đủ để hạ gục cái thằng đối phương bên kia á, thì tốt nhất là các bạn đừng nên solo một một với nó nha, tốn skill, tốn máu và tốn thời gian lắm các bạn à. Ở thì khi mà chúng ta không thể có một bộ combo mà chúng ta không thể giết được nó á, thì chúng ta phải chờ đồng bọn chúng ta nha. Một combo không đủ thì hai bộ combo là má nó cũng nghèo nữa các bạn à. Cho nên là các bạn nhớ cố gắng nhẫn nại nha, muốn giết nó phải không, các bạn không giết được đâu, chờ đồng bọn mình lên rồi hãy đập nó nha, chứ đừng có solo với nó mất máu là mất công, các bạn không có đảo lên được đâu. Cho nên là các bạn hãy nhớ cái mẹo này giúp mình nha. Ok thôi bây giờ chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo nè, khi mà đàn quái chúng ta chưa lên kịp thì giáp phỉ đang vô một ấy. À rồi, quýnh lộn kìa mấy anh hai ơi, quýnh lộn kìa, trời ơi, vô càng ở đây quýnh lộn mà kìa, trời ơi, cái đầu xanh tao càng không mà làm gì quýnh tao như vậy, tao càng thôi, trời ơi, thôi mà bố mày xanh ơi, xanh ơi, tóc biến cho lành các bạn ơi, trời ơi, mấy mẹ hung dữ quá, tôi hay quýnh lộn như tôi càng thôi mà tôi nó làm hay ghê trời, vô lùa tôi cũng hết sọt luôn các bạn à. Cái đàn mấy quái mít đang chạy lên kìa, để mình phá cái đàn quái mít này rồi mình vô mình lấy cái trụ mít của nó luôn các bạn, để cho cái thằng mít của nó mất cái tầm nhìn. Thì khi mà cái trụ mít này nó mất rồi, tụi nó rất là khó di chuyển nha, vì đây là cái trụ trung tâm đó các bạn, lên cao khó lắm khi mà mất cái trụ nha. À mà nè, cái vị tướng trứng cút này các bạn muốn phát huy hết sức mạnh của nó thì khi mà các bạn rặn cái chiêu 2 á, các bạn chờ 5 điểm rồi các bạn hãy đấm nha, thì khi ấy cái lượng đam của bạn nó sẽ chà bá lửa luôn, nó rất là khủng luôn đó. Còn mình nếu 1-2 điểm mà các bạn đấm là không có nhiều máu đâu nha, mày dí tao hả, đủ 5 điểm nè. Headshot, cái đầu xanh luôn. Ôi, tôi là thằng dảnh của tội đó các bạn. Ôi tiếc quá à, bật anh tiêu không kịp các bạn ơi. Chứ nếu mà thêm được cái anh tiêu nữa là nó chết với mình rồi. Vì khi mình bật anh tiêu á, bị nó sẽ bị choáng và hất tung nè. Rồi vừa anh tiêu xong chúng phải trúng nha, phải trúng tướng nha. Thì cái anh tiêu của bạn nó sẽ giúp cho các bạn hồi ngay cái chiêu 1. Các bạn dùng chiêu 1 các bạn ủi cái nữa là nó hất tung. Và đó chỉ là lý thuyết thôi nha. Còn thực hành là tôi chết rồi mấy nay. Không làm kịp, chắc tại là đó là AD cho nên là cái lượng tốc độ đánh của nó có thể bung sớm hơn mình các bạn à. Không sao, chứ chuẩn bị cắm đầu chết nữa, chứ có chuyện đâu căng. Ba đầu quý thì mới có một mạng mà, khi nào chục mạng thì tính các bạn à. Ở thì cái vị tướng trứng cút này nè, có nhiều bạn là hỏi mình là nên cầm cái phép bổ trợ gì thì nó mới âu sầu cơ á. Thì mình nói một điều chân thành luôn, khuyên các bạn một điều chân thành luôn, các bạn nên sử dụng cái phép bổ trợ là tốc biến cho vị tướng trứng cút này đi, thì các bạn sẽ phát huy hết được cái sức mạnh của nó luôn. Đặc biệt là khi mà các bạn sử dụng cái phép bổ trợ tốc biến á, các bạn sẽ bắt những vị tướng chủ lực của nó rất là gọn, nhanh gọn lẹ luôn đó các bạn à. Còn nếu mà các bạn cầm cái phép bổ trợ là một phá, các bạn rất là khó bắt tụi nó nha. Nhậu khỉ này không sống với mình đâu các bạn à. Mày chạy đâu, đông khôn quá các bạn. Trời ơi, nó biết mấy nay, nó biết cho nên nó không chạy ngược về, nó chạy ngược về mình đấm cái trụ đó là nó chết luôn đó các bạn à. Vì khi cái chiêu 2 của mình rặn lên á, mình đập là đam lan nha các bạn nha. À mà nè, khi mà các bạn sử dụng cái vị tướng trứng cút này nè, thì các bạn hãy chịu khó tập làm quen với lại cái skill 2 của nó nha. Vì các bạn phải canh đúng cái khoảng cách, đúng cái thời gian, thì các bạn khi mà vào khu vực giao tranh combat các bạn mới tích đủ được 5 cái điểm nội tại. Còn nếu mà các bạn chưa làm quen được á, thì các bạn rất là khó để canh cái lúc mà các bạn bay vô cực combat là các bạn đã được 5 điểm nội tại rồi. Cho nên là các bạn hãy cố gắng lên nha. Ở thì sẵn tiện đây thì mình cũng xin chia sẻ cái mẹo mà mình hay sử dụng cái vị tướng trứng cút này, mình bật chiêu 2 cho nó đúng thời gian và đúng khoảng cách để cho các bạn biết nè. Thì trước khi vào khu vực combat giao tranh đúng không, mình canh làm sao làm, trước khi vào mình bật trước 3 giây, mình bật trước 3 giây, thì khi mà cái giây thứ 3 các bạn dùng chiêu 1 các bạn bang 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 vô cái phục combat á, là khi ấy các bạn sẽ được 5 điểm nội tại nha. Đây chẳng hạn giờ nè, giây nè 23 đúng không, đó các bạn nhìn nha, 26 mình vô nè, mình vừa vô là mình có 5 điểm rồi đó các bạn thấy không. Các bạn hãy nhớ nha, dùng cái mẹo này các bạn áp dụng thử đi, lỡ các bạn thích hợp với lại cái mẹo này làm sao. Ok thôi, chắc là bây giờ mình xin phép các bạn mình nói về cái bu đồ của mình ngày hôm nay trong cái trận đấu này nha. Ở thì khi mà vừa vào trận là mình mua đôi giày trước nha, để chạy đỡ đập đinh các bạn à, đừng mua hoàn chỉnh nha, lên đôi giày để lấy tốc độ chạy thôi.
Nhậu kỹ, tao muốn giết mày đâu nhậu kỹ. Nhậu kỹ, ăn chui không con. Trời chắc cay lắm các bạn à. Một phát một thôi đi quả tiễn về luôn, khỏi chạy chi cho nó mệt không. Và cái sốc thứ hai mình lên đó chính là cái thương xuyên phá nha. Khi lên xong thành công cái luôn cái thương xuyên phá thì các bạn quay trở về cái sốc đầu tiên các bạn lên thành công cho mình là cái đôi giày kiên cường nha. Và cái sốc thứ ba thì mình lên đó chính là cái phối hợp kiếm, nhưng mà mình chỉ lên nửa món thôi là cái chì cổ. Rồi sau đó cái sốc thứ tư mình lên hoàn chỉnh luôn đó chính là cái nanh fanny. Lên nanh fanny thành công xong quay trở về cái sốc thứ hai, ủa sau khi các bạn cái sốc thứ ba các bạn lên lại cho mình là cái phối hợp kiếm tập trung nha. Cái này dễ bị tẩu hỏa nhập ma luôn các bạn nha, nhớ kỹ nha. Yêu đồ này mạnh lắm, thử đi rồi các bạn mới biết là cái sức mạnh của nó ghê gớm và chà bá lửa như thế nào nha. Và cái sốc đầu thứ năm của mình đó chính là cái cà bao tại thịnh nộ nha các bạn nha. Cái sốc cuối cùng thì không có món gì khác đâu ngoài cái giáp hộ mệnh. Ê rồi âu cơ mình sẽ dùng nè, đó dùng tóc biến nha, tụi nó bận ở chơi bạn hát sát cái đầu xanh luôn các bạn ơi. Các bạn thấy đam bự chưa, chà bá lửa chưa? Đó là cái mẹo khi mà các bạn dùng cái phép bổ trợ là tóc biến đó nha, thì các bạn sẽ gây cho đối phương nó rất là bỡ ngỡ luôn vì nó không thấy sai của bạn. Các bạn bất ngờ các bạn dùng bên tiêu, các bạn lao ra, các bạn dùng chiêu một, các bạn bay vô chúng nó rồi đấm cái bóp dùng bên tiêu lên. Nên mình nghĩ là chưa kịp dùng bên tiêu là má thì nó không ra rồi các bạn ơi. Còn nếu mà thằng nào mà nó chưa chết đó, các bạn dùng bên tiêu cho mình rồi sau đó tiếp tục dùng chiêu một ủi thẳng vô nó nha là nó auto nó chết nha các bạn nha. À mà nè, nếu như mà nãy giờ các bạn thấy những cái mẹo mà mình chỉ á, nó nhiệt tình và nó tận tình, các bạn dễ hiểu và các bạn xem cái clip của mình, các bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái á, thì mong các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với những bạn nào mà chưa đăng ký kênh, còn bạn nào mà đăng ký kênh rồi, mong các bạn hãy cho mình một like và một comment cái dòng cảm xúc của bạn đó để giúp cho cái clip của mình nó được phát triển nha các bạn ơi. À với lại là tối nay không biết là mình có up clip nó kịp hay không, thì tầm 8:30 hoặc là 8:45 đó, bạn nào rảnh á, các bạn qua Nonolive ID là 4858-1811 các bạn xem live stream ủng hộ mình đạt được cột mốc là 4.000 nha các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn trước rất là nhiều luôn, cảm ơn trước luôn á mấy anh này, cảm ơn nhiều nha. Còn bây giờ thì cái cờ nhất của mình có lẽ sẽ kết thúc tại đây rồi. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ các bạn đã bỏ thời gian quý báu của bạn ra xem cái cờ nhất ủng hộ mình, cảm ơn. Ê đánh chủ leo đây, trời cái gì cũng chết rồi, cái đậu xanh đó các bạn à. Ok bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại các bạn ở cái cờ nhất tiếp theo vào ngày mai. Còn tối nay bạn nào rảnh thì nhớ qua Nonolive ID 4858-1811 xem live stream ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người. Bye.